chào đón tất cả quý vị cùng đến với chương trình Cười Là Thua mùa thứ hai. Biết rằng mỗi buổi tối tất cả mọi người đều dành thời gian cho gia đình, cho người thân và cho những sở thích cá nhân. Nhưng nếu đã ngồi trước màn hình và dành thời gian cho Cười Là Thua, đó là niềm vinh hạnh cho tất cả ekip của chúng tôi. Và chúng ta cùng đến với đội chơi đầu tiên ngày hôm nay, đó là anh Đức Hải Triều. Khổ quá. Yeah. Yeah. Em phải làm vậy để cao bằng Hải Triều chứ. Vậy hả? Dạ, để đâu, bước anh ra thấy là chiều cao cũng tương đối bằng nhau nè, giống anh nè. Đó, đó, phải vậy nè, đó, đi ra mới bằng. Rồi, anh Đức Hải Triều hãy sẵn sàng chờ đón đội chơi đối thủ của mình là ai nha. Một tràng vỗ tay thật lớn cho Hứa Minh Đạt và Quách Ngọc Tuyên. Dung dạ, 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 dạ. Đây là những người rất trẻ đang tham gia chương trình và sẽ còn những người trẻ hơn ở vị trí khách mời. Đầu tiên, xin mời BB Trần. Trẻ măng luôn. Yeah. Hãy xem thử khách mời tiếp theo của ta là ai nha. Một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón Âu Bảo Ngân. Anh rất thích em. Có vẻ đây là một bạn nữ hiếm hoi trong chương trình. Anh thích em rồi đó, ráng cười nhiều lên. Ok, vâng, đây là một trong những tiêu chí của chương trình chúng tôi, đó là luôn muốn đem đến những nụ cười thật tươi và thật sảng khoái cho khán giả ngay tại trường quay cũng như khán giả ngồi đằng sau màn ảnh nhỏ. Và để không chậm trễ nữa, chúng tôi cùng bước đến trò chơi đầu tiên có tên gọi Cười Lên Nào. Vâng, và ở trò chơi Cười Lên Nào, chúng ta sẽ đi cùng với một camera và lựa chọn bốn bạn khán giả ở đội đối phương. Nhiệm vụ là làm sao chúng ta làm cho khán giả đó bật cười là được. Miễn cười thì khán giả đó sẽ là một điểm. Bốn người sẽ là bốn điểm tối đa các bạn có thể đạt được. Okay. Các bạn hiểu chưa nào? Hiểu. Và chúng ta có thời gian tối đa là 90 giây. À, không đơn giản tí nào đó nha. Bây giờ thì sẽ để phân xem là bạn nào sẽ thi trước. Xin mời hai đội trưởng bước lên trên. Thôi cho hai khách mời đi. Hai khách mời. Hai người cao đi. Rồi, cho hai khách mời bước lên trên. Đó, vậy đi. À, bây giờ mình chuẩn bị nha. Mình làm cái gì bây giờ? Không có làm gì thì từ để người ta cho thấy nè. Mỗi người cầm cái bong bóng đi. À, cái này hay đó. Cái này hay nè. Và đếm 1 2 3 bạn nào thổi được trong vòng 20 giây to hơn á là sẽ thắng nha. 1 2 phần thi thổi. 3 bắt đầu. Còn 5 giây. Thổi đi. Hết giờ. Rồi mình đã biết ai là người đã được giành phần thi trước nữa các bạn. Rồi cho hỏi thăm là bên đội anh Đức và Hải Triều quyết định lựa chọn cho tên đội của mình là gì? Dạ em nói vậy chứ em kể chuyện nó không có được vui, ở trong sân khấu bị đơ hoài à, cho nên giờ bây giờ thấy vui rồi đó, hết vui rồi đó, hết vui đó. Cho nên giờ em tới đây em lấy tên đội là Bất Chấp. Bất Chấp, em Bất Chấp làm hết. Tên gọi mà đội này cần phải cẩn trọng. Vậy bây giờ đối đầu với Bất Chấp, đội mình chọn tên là gì? Đúng rồi. Ây da. Tôi nhát lắm đó nha. Rồi. Bất Chấp hả? Giờ phải có một chiêu gì mới, mình phải sử dụng nhan sắc của mình đúng không? Nhan sắc. Đúng như vậy, bởi vậy nhóm lấy cái tên là The Afterlife. Tạm dịch là đẹp trai, nhưng mà phải đọc The Afterlife. Ủa anh tưởng là đối diện với lại cái này mình phải dùng nhan sắc, có nghĩa là đội mình tên là nhán chứ. Bậy rồi. Okay. Vậy thì đội này đội nhán. Ok rồi. Ok rồi, chúng ta sẽ đối đầu với Bất Chấp sẽ là tên The Afterlife. Bây giờ là phần thi của mấy bạn Bất Chấp trước. Bất Chấp, Bất Chấp quá. Nhớ cầm bóng bóng vậy nha, nhớ cầm bóng bóng vậy. Dạ ơi, bây giờ bóp bể lại Bất Chấp cái gì vậy? Rồi, xin mời anh quay phim lên đây ạ. Nào, bây giờ tới phiên đội mình tìm cho bốn vị khán giả đi. Dạ anh. Ơi hai thằng bé này bỏ nghe, hai thằng bé áo hồng với áo bông bỏ. À, bạn này đây dùm, dùm vô đâu đâu bạn nào. Bạn đó đó hả? Dạ, phải không đó. Chết rồi, cười quá rồi ha. Cảm ơn em. Rồi lựa bạn nữa đi. Ai vậy, ai vậy, bạn nào vậy? Ây chà. Rồi anh để yên đây luôn, khỏi zoom ra. Bên bạn qua trái đó, chọn bạn này luôn nha. Mình chọn bạn này luôn. Chưa còn một bạn nữa. Anh ban qua phải em cái đi. Chọn đỏ, thấy rồi. Áo xanh dưới này nè. Ôi chà. Ghê chơi. Mà giật mình luôn á. Có vẻ như đỏ
đội bất chấp chúng ta đã sẵn sàng rồi. Rồi. 90 giây dành cho đội mình, xin phép bắt đầu. Nhào lên. Đạt ơi đi xuống Đạt. Trời ơi, trời ơi. Đó luôn. Sức khỏe cứng, sức khỏe cứng, sức khỏe cứng. Sức khỏe cứng. Sao giờ này em khỏe không? Ê, trời ơi, bắt đầu nhanh lên, nhanh lên. Bắt kết đi, bắt kết đi đâu kìa. Dễ quá vậy. Sao dễ dàng quá vậy? Con gấu. Qua đây nhìn nè. Mỉm cười kìa. Rồi cười ai cười. Rồi rồi tới mình đi ra ra ra. Cười đứa coi. Ai cười à? Cười rồi. Ao bảo ngân. Anh không chọc em luôn. Ừ. Quyết định không chọc. Hát con chim sau. Yeah. Đã hoàn thành xong phần thi của mình rồi. Có vẻ là hoàn thành quá nhanh phần thi của mình. May mắn thì anh có nhiều bạn mà cứng quá đó. Nhiều khi 10 phút cũng không cười nữa anh. Đúng rồi, ok. Vậy coi như mình gặp may ha. Gặp may đi. Yeah, chúc mừng. Chúc mừng Bất Chấp. Rồi, mời Bất Chấp và chẳng hồi. Và bây giờ đến lượt thi của The Eternal. Ok. Chọn đi. Đây rồi, lia quá. Trời ơi, gương mặt ác quỷ. Gương mặt ác quỷ, nách da luôn. Không, bạn em. Bé này, bé này. Bé này rồi, chúc vô. Rồi. À, đó rồi con. Trời ơi vừa vô là cười rồi. Thoải mái đi. Cười thoải mái đi. Đây bé này, bé này nữa, bé này nữa. Đâu đâu. Đó. Rồi, Tuyên. Bạn này có đồng tiền. Bắt coi luôn, bắt coi phải luôn. Ý. Chừng ai? Chết rồi bị chọn luôn. Trời ơi em né quá giùm anh cái. Em hả? Anh cần em chưa đó đủ rồi. Cô bé đeo mắt kính à. Đó. Đó. Có vẻ như đã sẵn sàng rồi, xin mời The F-Try 90 giây bắt đầu. Có gì đâu căng em. Căng lắm. Phải căng lên em, căng lên. Em rồi. Xin mời đến ngay. À đây. Đây. Trời cười luôn. Chưa kịp. Chưa kịp luôn. Tuyên, Tuyên. Anh nói nghe nè. Ở nhà ba mẹ khỏe không? Cười ơi. Bibi chan. Em ơi. Em. Cuộc sống với sao áp lực với nhau vậy, mình phải thoải mái lên. À, anh nghe nè. Thấy sao? Các bạn còn 45 giây. Hả? 45 sao? Giây lận. Là... thấy, thấy Tuyên có The After Ride không? Được rồi. À, rồi. À, chết tôi rồi. Vẫn chưa cười. Bà hàng xóm khỏe. À, tao nghỉ chơi mày. Chú bậy chú ba rồi. Tao nghỉ chơi mày. À, no, 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 chơi mày. À, chơi mà sao làm nghỉ chơi luôn đi, chơi với thằng Tuyên vui hơn. À, chơi với thằng Tuyên. Trời ơi, mặt này. 2, 1, go. Yeah. Rất khó khăn, rất khó khăn. Vâng, mời cả hai đội xuống đây. Có định hỏi thăm là đội The Eternal á. Có dùng được cái nhan sắc nhán của mình á. Chiến thuật này. Có làm được gì trong cái trò vừa rồi không? Giờ tự trả lời cho cái tên của mình luôn đi ha. Ok. Sai lầm vẫn là Tuyên. Đó, cuộc đời con sinh ra là không phải là để đi thi. Thi là thua, kỳ cục thì có nghĩa là đã rất nhiều cuộc thi bạn thất bại đó gì. Chắc vậy. Không sao đâu, cuộc thi này không có giải thưởng nào hết. Chiến thắng lớn nhất là các bạn đem lại được những nụ cười dành cho khán giả ở đây. Và khán giả đằng sau anh bắt đầu không thích em. Đó cười thôi kìa. Cái này chắc là vì cái, cười vậy đi. Cái luật chơi nó khiến cho bạn ấy buộc phải gồng thôi. Nụ cười nó nở tét lét ở trong bụng. Nhưng mà bạn ấy vẫn cứ gồng ở bên ngoài. Đó. Vậy thì bây giờ Khoa xin phép được công bố số điểm dành cho cả hai đội. Rất đơn giản, đội này được số điểm tối đa 4 điểm. Bên này ít hơn 1 điểm thôi. Ba. Nhưng không sao, chúng ta sẽ có cơ hội để phục hồi lại danh dự cho vòng thi tiếp theo. Và vòng thi tiếp theo có tên gọi Hành động vui nhộn. Chủ đề lần này của chúng tôi là một trò chơi dân gian rất là vui, có tên gọi trò nhảy sạp. Mấy bạn ở đây ai đã nhảy sạp rồi? Tuyên cũng từng nhảy vào rồi. Nhảy sạp chưa? Mình phải thử mới biết. Và luật chơi là chúng ta sẽ mời hai vị khách mời xuống dưới đây cùng tham gia trò chơi. Và cứ mỗi lần làm cho người ấy cười, chúng ta sẽ nhận được một điểm. Cười lâu và cười dài là cứ một giây như thế sẽ là một điểm cộng được. Và chắc là Khoa sẽ nhờ các bạn khán giả ở đây có ai biết đến trò chơi này, hãy xuống đây phụ trợ giùm Khoa trong trò chơi này nhé. Và bây giờ là lượt chơi của đội The Eternal. Xin mời Bất Chấp lên trên kia ngồi. Thấy vui rồi đó.
Đây, dám vui. Làm luôn á nha. Đây mới là đội bất chấp nè. Bây giờ xin mời đội không biết giờ thành là tên gì nữa. Đây. Đẹp gờ ái vừa. Bảy rồi. Đời đẹp trai. Rồi mời đời đẹp trai mời người ta xuống đây tiếc. Xem cái phần trình diễn của mình đi chứ. Tôi sợ cô rồi. Nhưng mà vẫn cứ mời đúng không? Rồi ok. Mời Vivi trai xuống đi. Đi. Được hết. Có vẻ sau một phần lỗi lầm rồi người ta sẽ cảm thấy hối hận. Rồi, sẵn sàng chưa nào? Hai phút dành cho đội mình xin phép bắt đầu. Chiều hai anh nhảy nha. Vâng, cảm ơn phần hỗ trợ của các bạn rất nhiều. Đây là một trò chơi dân gian rất là phổ biến của các anh em dân tộc miền núi và những dịp lễ hội khác nhau. Xin phép một phần quà dành cho Bibi Trần từ chương trình của chúng tôi. Cảm ơn Bibi Trần rất nhiều. Rồi, cảm ơn em. Mời The After Ride về chỗ ngồi. Bây giờ sẽ là phần tiếp theo của đội Bất Chấp thưa các bạn. Xin mời. Bất chấp à, không biết là mình có đúng với lại phương châm của đội mình hay không, chứ không thấy là cái đội đẹp trai kia đó bất chấp lắm rồi đó. À, hình như là cái đội bên đó muốn lấn sân qua cái phần bất chấp của Hải Triều luôn hay sao á. Ok, vậy là bây giờ là Hải Triều đang có một cái chiêu gì đó bí mật để đúng cái tên gọi bất chấp đội mình đúng không? Hải Triều luôn luôn bất chấp. Ok, vậy thì hãy sẵn sàng cho phần thi của mình. Khoa xin phép được mời lại 6 bạn khán giả hồi nãy xuống để phụ trợ cho phần nhảy sạp của đội bất chấp nha. Và bây giờ xin mời Hải Triều bất chấp. Áp trái rồi. Đi đấu bò hả cha? Đó. Hôm nay tụi em đi chơi hội. Đi chạy hội. Đúng okay. Hết rồi. Rồi ok. Đi chạy hội. Có vẻ như bất chấp đã sẵn sàng. Thế thì mời luôn cả khách mời xuống đi nào. Đi nào. Xuống đây bắt làm vườn. Không. Con chim sâu. Con chim sâu. Đây là con chim sâu. Ok. Đây là bác thợ săn. Vậy chắc là bác làm vườn bé tí. Vô đây, vô rồi, đây. Ok. Sẵn sàng như nào bác chấp ơi. À. 2 phút dành cho bác chấp xin phép được bắt đầu. Nhảy đi. Ê, bị kẹp, ê, bắt chân mày quá. Ê, rồi hai người nhảy nè, nhảy gì nè. Ok, một phụ đất. Từ từ. Anh khoan, em khoan nhảy. Đi trời ơi. Nhảy lùi lại nè, bây giờ nhảy lùi lại nè, hay nè. Đó, nhảy lùi lại luôn. Lùi lại đây rồi.
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đúng là bất chấp quá, xúc giày vẫn nhảy. Lần đầu tiên em nhảy sạp á. Ok. Em nghĩ sao? Anh thấy lúc đầu em có vẻ hơi sợ đúng không? Ảnh hù em hoài à? À, mấy ảnh hù thôi. Mấy ảnh hù thì em kiên quyết không sợ. Thì mới vậy em mới giúp được cho đội không? Mình. Đúng rồi, em cũng phải bất chấp. À, bất chấp luôn. Chim okay. Sâu bất chấp. Chim sâu bất chấp. Rồi, bất bài dành cho chim sâu bất chấp. Cảm ơn chim sâu. Cảm ơn anh, bác làm vườn. Rồi, bây giờ bất chấp cùng với lại nhan sắc nhan xuống đây. Số điểm của hai đội như sau. Đẹp trai đang dẫn với số điểm là 62. Nhưng thực ra dẫn ở đằng sau tại người ta là 65. Người biết mà. Không sao đâu, vẫn còn cơ hội ở các vòng thi tiếp theo. Đừng nản lòng, ok? Vừa rồi là số điểm của cả hai đội. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ bước đến trò chơi tiếp theo. Đến với phần chơi có tên gọi hỏi khó đáp nhanh. Và ở phần thế này chúng ta sẽ mời những vị khách mời của đội đối thủ xuống đây. Người đó sẽ đặt câu hỏi cho chúng ta. Và nhiệm vụ là chúng ta làm sao trả lời một cách hài hước dí dỏm để khiến cho bạn ấy bật cười. Mỗi lần cười sẽ là một điểm. Và cười lâu cười dài mỗi giây như vậy sẽ là cộng thêm một điểm. Các bạn nắm rõ luật chơi chưa nào? Quá các rõ. Bạn sẽ có thời lượng là 2 phút hoặc là đến khi đọc hết câu hỏi. Rất đơn giản. Lần này chúng ta sẽ đến với lượt chơi của đội Đẹp Trai. Xin mời bất chấp trở về chỗ ngồi. Và mời BB Trần xuống giúp Khoa trong phần đọc câu hỏi nha. Và đây chính là câu hỏi dành cho đội Đẹp Trai. Cố làm khó người ta đi nha. 2 phút dành cho Đẹp Trai bắt đầu. Mèo trắng là bạn của mèo đen. Mèo trắng bỏ mèo đen theo mèo vàng. Sau một thời gian mèo trắng gặp lại mèo đen. Hỏi mèo trắng sẽ nói gì? Tôi là mèo điên. Hay luôn. Mèo trắng là mèo đen, đen rồi nhau, nói chung là nó nói cái gì? Nói cái gì? Nói bây giờ cuối cùng là một con mèo gì? Con mèo gì? Rối luôn. Nó không nói gì hết, tại mèo chỉ biết kêu mèo mèo thôi. Nói gì đâu. Tay phải cầm 4 quả lê, 3 quả táo. Tay trái cầm 5 quả bưởi. Hỏi chúng ta sẽ có gì? Có trái cây. Có gì? Có gì là có gì? Thì có bài gì hết, có bài gì đem. 4 trái lê, 3 trái táo. Rồi tay trái cầm 5 trái bưởi. Hỏi chúng ta sẽ có cái gì? Có cái gì? Có cái gì? Một bàn tay rất to mới cầm được hết chừng đó. Là cái gì? Ủa là sao có mà đó? Tiếp tục. Nước ta có ngày nhà giáo Việt Nam là 20 tháng 11. Hỏi nước nào có ngày 20 tháng 11 nữa? Nước nào cũng có. Chính xác, nước nào cũng có. Nãy giờ mới đúng được có một câu rồi đó. Có nước lèo là không có thôi. Làm thế nào để lớp mình ngủ? Đi ngủ. Đi ngủ. Đi ngủ. Chính xác. Yeah. Tại sao hũ câu cổ có cái cổ cao? Cái cổ cao, cao cổ. Cái gì nói đàng hoàng. Cái gì sao? Vì sao mà con hũ cao cổ nó có cái cổ cao? À, con hũ cao cổ cao là tại vì là mỗi lần nó bị khan tiếng là nó bị nuốt cục đờm á, nó phải dài chứ nhỉ. Câu trả lời chính xác của nó là hưu cao cổ có cổ cao và khoảng cách từ thân tới đầu của nó xa vậy thôi. Vậy cũng được luôn hả? Vậy cũng được luôn hả? Đúng rồi. Đây là tiêu chí của chương trình, những câu hỏi hóc búa chưa chắc bạn trả lời đúng nó sẽ đúng đâu, bạn phải trả lời hơi sai sai và hơi hài hước nó mới đúng. Vâng, dù sao thì cũng cảm ơn BB Trần, rất cảm ơn rất nhiều. Mời bạn về chỗ, sẽ tới phần thi của đội bất chấp. Bất chấp sẽ bước ra. Mời bất chấp xuống đây và mời cả bạn Ngân xuống đây giúp mình bác nha. Bác làm vườn và con chim sâu. Con chim sâu đây. Con chim sâu đứng đây. Đây, bây giờ em hãy làm sao để mà khiến cho đội bạn hơi khó khăn hơn một tí đi nha. Rồi, mời em. Sẵn sàng như là bất chấp. Ok, bất chấp. Hãy sẵn sàng cho những câu trả lời thật sự hóm hỉnh và thông minh nha. Ok, không cần chuẩn bị. 3, 2, 1, 2 phút, bắt đầu. Càng lớn chúng ta càng trở nên như thế nào? Ngu. Dạy, mình dạy gái á. À, bất chấp mà, trả lời bất chấp mà. Sai rồi. Càng lớn chúng ta càng nhiều tuổi. Câu thứ hai, điều gì khiến chúng ta không thể cưỡng lại dù chúng ta có thể cưỡng lại tất cả mọi thứ? Cái điều cưỡng lại thì bất chấp. Đúng rồi, là cái điều bất chấp. Gần đúng. Ok, nó là sự cám dỗ. Một người đàn ông nhìn xuống chân mình, bỗng ông ta hét lên một câu đầy sự thật. Hỏi mày hét lên câu gì? Tôi không phải đàn ông. Phải hét lên là chết rồi, chân của tôi ngón cái to hơn ngón út. Không có dùi. Không có dùi.
những câu nói mà những người hay gặp xui thốt lên. Trời ơi. Hả? Thiếu. Trời ơi, đừng bi quan nữa, trong cái gũi còn có cái xui. Trời ơi, câu hỏi bất chấp vậy sao? Tiếp đi. Không phải lỗi của em. Từ bàn tay trắng chúng ta có thể tạo nên điều gì? Từ bàn tay đen. Hả? Từ hai bàn tay trắng chúng ta đã tạo ra vô số nợ. Rồi tiếp đi. Nếu bây giờ không biết gì thì tra Google, vậy ngày xưa không biết gì phải làm sao? Không biết thì hỏi. Thì thôi. Hỏi ai? Đâu biết ai đâu. Đúng rồi. Không gặp dễ sợ. Không biết thì giữa cột mà thôi. Nghe. Đúng rồi, ông bà mình nói không biết thì giữa cột mà nghe. Tiếp tục. Một đàn kiến tha mồi. Tha mãi. Mồi về tổ hỏi điều gì sẽ xảy ra? Đầy tổ. Đàn kiến cũng sẽ cũng cảm thấy cũng rất hay. Là mỏi chân nhưng mà đầy tổ cũng là câu trả lời hay và dí dỏm. Một cô bé đi lạc vào rừng sâu có đầy đủ thú dữ. Hết giờ. Nhưng em cứ đọc câu hỏi đi. Một cô bé đi lạc vào khu rừng sâu có đầy thú dữ. Hỏi nếu cô ta cứ đi mãi, hỏi điều gì sẽ xảy ra? Thì đi ra khỏi rừng. Chính xác. Yeah. Một tràng vỗ tay dành cho câu trả lời cuối cùng lúc mà đã hết giờ. Vậy là tại em đúng không? Bây giờ yêu cầu anh Khoa là đổi tên cái trò chơi này là trò bất chấp luôn. Đúng. Nghĩ là đây câu hỏi bất chấp, người hỏi bất chấp, người trả lời cũng bất chấp. Người trả lời cũng bất chấp. MC bất chấp luôn. MC bất chấp luôn mà, đâu có gì đâu. Nhưng cảm ơn em cho phần đọc câu hỏi rất khó. Và mời cả hai đội cùng trở đến đây để Khoa cùng công bố kết quả. Em nghĩ sao? Câu hỏi dành cho đội mình. Có những cái câu mà nghe xong là não tự động xoắn lại, không còn suy nghĩ được gì nữa. Não mà... tới xoắn còn đỡ, não mình muốn rớt xuống đất. Rớt não rồi. Rớt não luôn. Thì mình có tự tin là mình sẽ giành chiến thắng trong phần này không? Em nghĩ là câu hỏi này còn khó dữ nữa nè. Câu hỏi này còn khó hơn nãy nè. 10-10. Em nghĩ là bằng nhau. Em nghĩ là bằng. Ok, vậy thì anh xin được công bố số điểm dành cho đội mình là 31. Tự đoán điểm đội mình đi. Mình biết mình sân khấu quá rồi, để thi mà. Cứ đúng công bố đi. 40, chuẩn bị tâm lý sẵn. 44. Ghê vậy. Vâng. Trong phần thi này đẹp trai đã vượt lên một tí. 44 điểm. 3 vòng thắng 1 vòng là thua rồi. Phần chơi tiếp theo có tên gọi tùy cơ ứng biến. Chúng ta sẽ có một tiểu phẩm ngắn diễn ra trong vòng 5 phút. Và chủ đề lần này chúng tôi đặt ra là ở trong rạp chiếu phim. Nhiệm vụ của các bạn là hãy làm sao mời một bạn khán giả ở đội đối phương xuống đây và diễn cái tiểu phẩm ngắn 5 phút này khiến cho họ bật cười. Mỗi lần họ cười là một điểm. Cười lâu, cười dài, mỗi dài như vậy sẽ lại là một điểm. Luật chơi rất đơn giản, có đúng không nào? Và bây giờ sẽ là phần thi trước của đội Bất chấp. Xin mời Đẹp Trai trở về chúng rồi. Bất chấp. Mình đi. Mình nha. Ở phần thi có tên gọi tùy cơ ứng biến. Chủ đề chúng tôi đưa ra là ở rạp chiếu phim. Và chúng ta có thể nhờ khán giả hỗ trợ cho phần thi này. Phần thi đầu tiên dành cho đội Bất chấp. Xin được phép bắt đầu. Coi phim hả? Dạ. Trong này lạnh lắm đó. Bữa nay chiếu bộ phim Mùa đông không lạnh mà vẫn đổ mồ hôi đó. Nhưng em thấy nóng. Em thấy nóng hả? Chào tụi em, chị đi trễ. Xin lỗi em. Trời đất ơi, cái đầm bả như cái rèm cửa đạp chiếu phim vậy trời. Biết sao không? Chị biết ở trong đây nó lạnh lắm. Lạnh lắm em. Có gì vậy? Đắp được rồi. Em đó thấy chưa? Ổn ha em ha. Cái đầm mà đắp được luôn nè. Đó, được. Phim nay phim gì á? Phim chưa chiếu mà ngồi cười hoài, biết phim gì. Ủa vậy hả? Phim gì em biết mà em. Ê ra. Gì vậy? Chỗ bạn gái tôi mà. Ủa bạn gái hả? Ừ. Rồi đâu đây ông nội? Ai biết. Đúng rồi. Thiệt tình ông á, ông kỳ cục chứ sao. Trời đất ơi, gặp chiếu phim muốn ngồi đâu ngồi vậy hả? Đắp mệt anh. Dạ chị trả bạn gái giùm em đi. Đây không nè. Biết đẩy đi đâu luôn. Chị đâu con gái mà. Em hiểu không? Dạ. Chị vẫn là bạn gái. Em đúng không em? Em trời ơi, em đi vô gia nhập xã hội đời thường đi em. Cái này rạp phim của xóm á, rạp chiếu phim 4D. Đánh ra đi em. Đừng có xếp xếp này chị em, kẹt cái giá chị. Rồi kẹt tôi. Ủa chị ơi, chị xích bồn bên đi chị. Chỗ bạn gái em đây mà.
Chiếu bếp mới kìa, chiếu bếp mới kìa. Chiếu rồi kìa. Cái gì mà rối nùi vậy trời ơi. Rối à. Phim chiếu rồi kìa. Trời ơi, vô. Mưa. Anh ơi, vô chỗ ngồi giùm anh ơi. Trời, cái gì vậy? Đập phim 4D. Mấy này che mưa được hết á. Trời ơi, như con điên vậy mà nói. Bây giờ muốn coi phim gì, Phim buồn không? Em coi phim gì? Dạ. Em coi phim gì? Em muốn coi phim hoạt hình. Thì mỗi đứa điền rạp đi. Đúng rồi, đi. Em dắt đi coi cái phim này mà đi coi hoạt hình. Có giờ có phim gì thống nhất lại đi. Phim tình cảm đi. Phim đương đi. Tình cảm đi. Phim Hàn Quốc à. Rồi, bây giờ tưởng tượng hai đứa nó gặp nhau đúng không ông? Hai đứa gặp nhau. Rồi sao nữa? Chuẩn bị hung nhau. Hung nhau sao? Bơm nổ chết. Thôi khỏi coi luôn đi. Trời, phim ta chưa coi chứ kể nhau rồi. Đâu kệ, tưởng tượng, tôi kể là tưởng tượng hiểu không? Bơm nổ chết. Hết phim. Phim tiếp theo. Rạp bất chấp lắm, cái rạp này bất chấp lắm. Bây giờ mình kể, muốn kể gì mình kể mà. Mỹ Nhân Kế luôn nè. Phim hay. Đó. Phim lãng mạn. Hai đứa hôn nhau đi. Hôn nhau đi. Hôn đại. Không hôn nội bồ. Ai biết. Thôi ông không hôn làm đây nè. Thiệt quá. Phim hay không? Tắt rồi. Giờ phim hành động đi. Phim hành động hả? Bây giờ mình đua xe đi. Đua xe ha. Sắp ghế là hành chiếc xe. Rồi, bốn đứa đua. Trời, phim này 3D mà. Ok. Mình có cảm giác y như mình đua luôn vậy. Từ, để tôi tém cái giá nó hình như dưới rồi. Sao giống như vô lột. Chuẩn bị đua nha. Rồi. Mỏi ba. Rồi, buông mỏi ba, đua. Vô. Trời ơi, bà nội mới đua lẹ vậy. Bà bơ cua luôn kìa. Hay quá. Ghé về. Rồi, tôi đã hết rồi. Anh đi sai vậy anh? Anh đi sai. Cái đạp phim bất chấp dễ sợ. Còn bắp nè, ăn hết luôn đi. Cảm ơn em rất nhiều. Thấy chưa? Và bây giờ xin phép một phần quà. Cảm ơn Minh. Cảm ơn Trần rất nhiều. Chúng ta đang thấy một không khí căng thẳng trong rạp chiếu phim. Và phần thi của bạn sẽ được phép bắt đầu. Cái cười gì vậy ta? Vô phim coi phim kinh dị mà sao nó cười quá vậy? Ủa? Phim sao vậy? Cái gì ông nội? Ông nội đi coi phim mà hỏi phim sao là sao? Tôi đâu có thấy đường đâu. Trời ơi, vậy sao hiểu gì cha? Nghe người ta cười cười theo. Trong kinh dị mà cười gì? Chỗ có bà này đứng coi mà cũng cười nữa kìa. Má. Giỡn thôi chứ tôi đâu có mù đâu, tôi đàng hoàng. Má. Cái gì? Trả chỗ cho em. À, khách vô sao ghế, ngoài ngồi lộn ghế này của người ta. Chỗ này em hay ngồi ngày xưa. Coi phim kinh dị đi. Không, em không coi đâu. Phim hay lắm. Anh bị mù mà anh cũng thấy hả? Anh giỡn rồi, mù đâu, mù đéo này vô, giỡn cho vui rồi. Trời ơi, bị té giếng kìa. Em không có sợ ma đâu. Ma cà tưng, sao nó bị cục giò vậy? Trời ơi, ma cà tưng bị cục giò luôn hả? Con phim em. Tập trung em. Ngày xưa em cũng sợ ma lắm. Mà từ cái gì phim đang căng thẳng, từ từ. Đừng khi chết rồi em không sợ ma nữa. Trời, bà nội này vô bắt coi phim hay bà đứng mà cười vậy trời. Cái gì nữa? Sao áp lực quá vậy? Buổi coi phim áp lực quá vậy? Cái gì? Nè, em sao? Em có gì? Bồ em sao? Bồ em chết rồi, giờ hai đứa em bay qua bay lại ở đây nè. Bồ em chết rồi mà giờ hai em bay qua. Em muốn ngồi đây để mà ôn lại cái kỷ niệm hồi xưa đúng không? Muốn ôn lại kỷ niệm thôi, tập trung coi đi nha. Tôi sợ ma lắm nha. Bây giờ anh làm người yêu của em nha. Bà Bảy ơi. Anh đẹp trai quá Bảy ơi. Ý nó nói là hồi xưa bồ nó cũng coi phim ma sợ vậy y chang vậy mà giờ bồ nó chết rồi. Cái gì vậy cha?
hai đứa em ở đây mà, bay qua bay lại, bay qua bay lại. Tôi không có sợ bà nội này mà tôi sợ bà nội này. Ý con má biết cười. Tại hai anh đẹp trai quá không chịu làm người yêu của em. Sao vậy, tôi sợ ma lắm rồi, bộ bà không sợ ma hả? Đỡ em quá rồi. Chết lâu rồi. Bà này bà khùng rồi bà ơi. Bà trời ơi, ma bà khùng quá, mệt quá. Đồ hù tôi đúng không? Không có cửa đâu nha, tôi này không có sợ ma đâu. Giỡn thôi. Tôi không biết cái bà này là người hay ma nữa nè. Tình người duyên ma đó. Tao thấy sao bắp đùi tao bắt đầu nó ướt ướt dần dần rồi. Mày nè. Anh không chịu làm người yêu em kìa. Anh làm người yêu em nha. Mẹ giùm con đi. Anh mà. Anh. Anh à, em chết lâu rồi, em buồn lắm. Tại sao vậy? Tao không yêu người. Sao ai cũng bỏ tôi á? Trời ơi, bà nội này không biết có hỏng giờ không? Nó đứng với ma mà cười hoài vậy. Người yêu em đậu thai rồi. Anh đậu thai bỏ em thôi. Tôi chờ tao một chút. Cái gì nữa vậy? Trời ơi. Mày thấy con ma kỳ lắm mày ơi. Cái gì? Anh. Em đẹp vậy mà. Không có. Em đẹp mà. Em hơi khùng một xíu. Cái này con gì nè? Chị xót vé hay chị đứng hết đây chị làm cái gì vậy? Một phần chiếu phim kinh dị dã man này rung rợn với phần hỗ trợ rất tốt của Hồng Bảo Ngân. Anh cảm ơn em, con ma. Vui rồi. Con ma này, con ma đưa trai. Hai người lo diễn đây không à. Bé này diễn okay. Mới vui hơn à. Bà đứng bà cười bà rứt bà trụ không biết sắp ghé hay ma hai người. Em có cảm thấy vui với phòng chiếu phim ngày hôm nay không? Mắc cười anh này. À là mắc cười anh này thôi gì? Yeah. Cảm ơn em rất nhiều với phần hỗ trợ cho anh em đẹp The Afterlife. Tổng kết ở phần thi tùy cơ ứng biến vừa rồi, Khoa xin phép được công bố kết quả. Có muốn biết số điểm của mình trước không? Tùy à. Ok, vậy thì Khoa xin phép được công bố số điểm của đội mình Đẹp Trai với 81 điểm. Wow. Khá cao đúng không? Còn bất chấp các bạn không trời bỏ ơi. Công chuẩn bị, các bạn đã được 87 điểm. Phần thắng ở trong phần này đang tạm thời nghiêng về đội bất chấp. Đây là số 87 lớn hơn số 81. Đúng rồi. Rồi ở phần thi tiếp theo rất dí dỏm và thông minh, có tên gọi thử tài lòng tiếng. Và ở vòng thi thử tài lòng tiếng này, chúng ta cũng sẽ mời một khán giả ở đội đối phương xuống đây và cùng nhau sẽ xem một đoạn phim gốc được trích ra từ một đoạn phim. Chúng ta sẽ thử cái tài lòng tiếng của mình đè chồng lên đó, làm sao cho nó phù hợp với lại cái hình là được. Cái nội dung của hình. Đúng rồi, làm sao nó hợp. Các bạn đã từng thử lòng tiếng gì hả? Chí ghê lắm á nha. Thì ra lòng tiếng nó cũng là một cái lời hay đó mà. Tào lao. Làm thế nào? Hay rồi mời đẹp trai vào chỗ phần bất chấp trước nào. Chọn khán giả. Chọn khán giả, chọn bạn nào. Qua đây chọn bạn coi, bạn nào dễ cười. Bé đó kìa. Thấy rồi. Bạn Tiên. Tiên. Bạn xuống đây. Hacker Tiên là Hacker Tiên. Xuống đây Tiên ơi. Rồi, mời bạn Tiên xuống. Nào, đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Bất chấp hãy cố lên nha. Và phần thi của bất chấp xin được phép bắt đầu. Làm nghệ thuật có gì đâu mà sợ. Sao cứ sống trong những cái giới hạn khuôn khổ mà không bung nó ra, đúng không? Hai đứa mình phải chơi 3D. Cũng có nghĩ tới. Mình phải làm lộ. Tất cả hàng họ phải lộ ra, ập vô mặt người ta thì người ta mới thích, hiểu chưa? Thì cũng có nghĩ mà chưa biết làm sao. Thử mới biết. Giờ phải chứ. Làm hả? Ừ. Phải lộ. Ráng phải lên. Lộ. Phải lộ. Đúng rồi. Lộ. Làm liền đi. Lộ. Tạo lộ. Bạo lên. Lộ. Đúng rồi. Bung lụa. Chủ đề lụa hả? Hay bung lụa màu vàng hay là bung lụa mini? Hả? Tới giờ lên chưa? Giờ lên gì? Giờ lộ. Không gì thể vậy? Sống cứng nhắc như bức tường được. Phải sống thật với chính mình. Trời, cái tay công dữ vậy. Nữa, mở cửa ra cho chị bung lụa. Ngày xưa tôi có cái đàm đẹp lắm mà bị thằng Tuy với thằng Đạt lấy mất tiêu rồi. Mày nói cái giống gì vậy? Ngày xưa biết vậy lộ trước, bây giờ đã được bận đàm rồi. Tiên, Đạt, trả cái đàm cho chị. Phan. Rồi hiểu bẹp. Luôn. Bịt. Ý tôi nói là làm phim 3D mà. Yeah. Tiên em có bất ngờ với cái kết không?
Thì qua mấy phần mấy anh nói thì cũng gây hiểu lầm cho em. Và cái kết sáng tỏ em có một hài lòng. Em cũng hài lòng. Rất hài lòng cho cái kết sáng tỏ luôn nào. Và một phần quà từ chương trình dành cho bạn Tiên. Cảm ơn em, mời em về chỗ ngồi. Và mời Bất Chấp về chỗ để xem đến phần tiếp theo của The After Ride sẽ thể hiện nha. Mời The After Ride ra đây. Âm thanh xong rồi, bây giờ tới phần thi của đội mình đó, tìm khán giả đi. Có quyền chọn lựa. Con bé nó giơ tay hoài thôi, bỏ đi. Thôi. Đây nè, gương mặt nè, mặt vui dễ sợ. Đó, đây nè, Tài. Mặt em vui nhất đó. Ok, mời Tài mặt ra đây. Mặt em vui lắm. Chọn mấy người khó rồi hả? Đã sẵn sàng chưa? Một đoạn trích từ Kỷ Vân Hà. Chuẩn bị nha. 2 phút dành cho Đẹp Trai bắt đầu. Hey! Từ sâu trong kẽ răng này, anh là hot boy ở khu rừng này. Nói anh nghe đi em. Bỏ đi mà. Em đừng có dối lòng nữa, mọi người đều chứng nhận anh là hot boy khu rừng này. Không bao giờ. Nè, hãy suy nghĩ kỹ đi, anh đã bắt em về đây và tổ chức một đám cưới thật là hoành tráng. Và anh đã chuẩn bị một ban nhạc thật là hoành tráng đây. Tả đi, tả đi. Không đời nào, tôi thề trên tiết này tôi phải giữ ở đó. Không bao giờ tôi trao cho ông đâu, đồ khí và biến thái. Nhìn kẻ răng con là tôi đáng sợ lắm rồi. Em hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng, anh đã bắt em và con trai của em về đây. Ông muốn làm gì cứ làm đi, nó chỉ là con nuôi của tôi thôi. Chị thì mình hãy dùng bạo lực đi, xong phi bài đó. Không được đụng với người phụ nữ yếu đuối đó. Người nói yêu anh đi, người nói yêu anh hoài. Say you do. Không biết tại sao Tài lại căng thẳng đến như vậy luôn. Bạn ấy chỉ cười chút xíu thôi. Có vẻ như đã được thấm nhuần tư tưởng rất là kỹ từ đội Bất Chấp. Dù cười ít hay cười nhiều thì Tài vẫn xứng đáng với một phần thưởng đến từ chương trình. Ai, cảm ơn rất nhiều. Một phần thi đầy sáng tạo của cả hai đội. Đó là một đoạn ngắn được trích ra từ bộ phim Theo Dấu Matsubilami. Và nó cũng đã đem lại được cho đội mình 38 điểm. Và đội mình vì gặp phải đối thủ quá cứng cường cho nên 29 điểm là số điểm của đội mình. Và sẽ bước ngay đến vòng thi tiếp theo, vòng thi cuối cùng có tên gọi là Không Cười Được Sao. Vòng thi cuối cùng có tên gọi Không Cười Được Sao, mang tính tăng tốc và rất là nhiều quyết định. Mỗi người sẽ tự chọn 10 khán giả từ đội mình để gây khó dễ cho đội bạn. Và nhiệm vụ của mình là sẽ làm sao để chọc cười 10 khán giả của đội bạn đó đó. Được tuyển chọn rất khó khăn và kỹ lưỡng. Với một cái hòm của ban tổ chức chúng tôi cung cấp. Có rất là nhiều những đạo cụ để cho các bạn có thể gây cười. Và mỗi khán giả như vậy sẽ được 10 điểm. Và thời gian tối đa dành cho mỗi đội là 2 phút. Và bây giờ mình sẽ lên trên kia ngồi chơi. Ok. Bây giờ đội mình sẽ là đội thi trước. Hai phút dành cho đội mình bắt đầu. Cười nè, nương à, làm vườn và cô tên nương. Hey, mình chơi rồi. Tôi mày ơi, mày mày hãy xem đi. Đứng. Ô hay hay quá mày à. Hay quá. Cười rồi. Phương lên anh ơi, nghe nè Phương à. Em sao cái môi em vậy? Để anh vớt lên giùm nha. Cười cái đi nè, để anh vớt lên giùm thôi. Thái như vậy. Ôi hết nương giờ tới Vương luôn. Vương à, rồi Vương cười luôn. Bé Dương à, bé Dương hả? Rồi em cười cái ra luôn hay sao? Trời ơi, nhất định biếm môi không cười luôn. Tiếp. Cố lên không cười. Cố lên. Ây mày, cười rồi mày. Má cười rồi. Ok, em đã cười rồi. Kiệt ơi. Rồi sao rồi? Căng lắm nè, cái này căng lắm. Không cười, trời ơi, không, nhìn đây, nhìn mặt anh nè. Kiệt à, Kiệt ơi, em đừng làm anh quệ. À, cười. Chiêu quân ơi. Cười à, cười. Nè, mình đánh răng chứ. Ông đánh, chà, cười luôn. Em cho anh không. Em cười sẵn luôn rồi. Bây giờ sao muốn coi tên em đây? Bây giờ muốn coi tên em sao? À, đơn giản chưa? Thành, đơn giản chưa? Em cười chưa? Chưa. Thanh. Ai cười hay quá. Rồi cười luôn. Trời
rồi á. Yeah. Lúc đầu Hoa tưởng là mấy bạn gặp khó khăn rồi chứ. May sao vẫn kịp hoàn thành trước khi hết giờ. Rồi, chúng ta cùng về chỗ và ngồi quan sát xem phần thi của đội bạn nha. 2 phút dành cho đội mình bắt đầu. Bắt đầu. Đầu liền đi. À, anh căng quá. Để phỏng vấn anh chút xíu. Alo, alo. Alo. Vui không anh? Anh cười anh, vâng, anh cười anh. Qua rồi, qua rồi. Trời đất ơi. Bây giờ mình chúc B này nha. Anh có thể trang trí cho em bằng cái nơ này. Em tưởng tượng em là cây thông. Anh sẽ trang trí cây thông cho em. Sắp đến Noel rồi. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Cười anh, cười anh. Em. Như vậy anh thấy em cũng cười luôn rồi. Cười rồi, làm cái khác. Em, trang điểm, soi kiến trang điểm đi em. Em căng nè. Mình đi đi chơi mình phải trang điểm chút xíu hiểu không? Đó. Rồi đéo này về luôn. Đéo nó về luôn em, đi em về luôn. Lát về có nón bảo hiểm chưa anh tặng cho em cái nè. Không, cái này đội tốt lắm. Nè coi nè, đập đầu có sao đâu. Bây giờ tới gì? Chóng mặt quá rồi đúng rồi. Chóng mặt rồi. Chóng mặt rồi. Các bạn còn 45 giây. Em chỉ có cái nơi bây giờ mình đổi cái này cũng dễ thương nè em. Cho mà chiều quá nãy giờ cho đổi là cười, đổi là cười vậy đó. Đó là cười. Thì đó. Đó. Là bạn gái anh nha. Không thích thì thôi, làm bạn gái anh này được không? Thôi anh có bạn gái rồi, em về đi. Không, bạn gái anh dễ thương không? Không cười luôn. À thì ra con nhỏ này không có thuyết phục được em hả? Ok. Anh kiếm con bạn gái khác. Nhỏ này được không? Các bạn còn 15 giây. Cười luôn, hết trời. 15 giây kìa. Đi đạp dịch không? Mọi người ơi, có giúp dễ thương không nè? Vỗ tay kìa trời ơi. Hết giờ. Con ác chủ bài nằm ở cuối cùng. Mà tôi không biết có vẻ như đã có sự sắp xếp không hề nhẹ. Yeah. Rồi, mời cả hai đội xuống đây để Khoa xin phép công bố kết quả. Có vẻ gặp khá nhiều khó khăn đối với bạn cuối cùng đúng không nào? Khoa thấy là các bạn còn bị áp lực về thời gian cho nên là những giây cuối cùng các bạn không biết làm gì và bị lung túng. Anh căng quá nhìn cái mặt không biết hành động chắc sao. Chắc chắn là sẽ sắp xếp con ác chủ bài cuối cùng. Đúng, con ác chủ bài của đội anh là đó. Bây giờ đã tự tin hơn về cái dớp gọi là đi thi cái diễn bắt đầu từ bây giờ là tự tin rồi đó, cảm thấy may mắn đối với mình rồi. Khoa xin phép được công bố số điểm. Một số điểm rất rõ ràng, đội mình đã đạt được tối đa là 10 bạn khán giả tương đương với 100 điểm. Yeah. Và bữa này là 9 bạn khán giả với 90 điểm. Và như vậy, số điểm chung cuộc của cả hai đội xin phép được công bố như sau. Bất chấp đã được 315 điểm. Một số điểm rất cao. Nhưng có lẽ cái dớp đi thi hoài không thắng của đội đẹp trai đã được xóa bỏ khi họ đạt được 319 điểm. Như vậy, phần thắng chung cuộc đã thuộc về đội đẹp trai. Yeah. Rất cảm ơn các bạn, cảm ơn những nghệ sĩ đã tham gia chương trình một cách nhiệt tình cũng như những khách mời và những khán giả ngay tại trường quay. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 21:30 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Xin cảm ơn, xin chào và xin hẹn gặp lại. Yo 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 yo.